Alo, xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã đi được cái series chinh phục phần cứng máy tính, và chúng ta đã đi được bài 1, đó là tổng quan về hệ thống máy tính. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi bài 2 của cái series chinh phục phần cứng máy tính này. Và cái nội dung bài 2 đó là gì? Mình sẽ giới thiệu ổ cứng toàn tập. Đấy, tại sao mình lại không giới thiệu cái CPU trước, hoặc là RAM, hoặc là ROM, đấy, gì đó, hoặc là các bộ phận khác mà mình lại đi cái phần ổ cứng toàn tập trước, bởi vì cái ổ cứng là chúng ta hay động đến nó nhất đấy, và nó hay bị hỏng nhất, cũng như là hay bị bát, hay bị lỗi linh tinh đấy, nhiều thứ, và nó liên quan trực tiếp đến cái hệ điều hành của chúng ta. Cho nên là mình quyết định là đi cái phần ổ cứng trước, còn các phần còn lại thì mình sẽ đi các bài tiếp theo đó. Và phần 1 của bài 2 đó là gì? Ổ cứng HDD, SSD và SSHD. Đấy, HDD là gì, SSD là gì và SSHD là gì. Đấy, đây chính là ba cái loại ổ cứng phổ biến và thông dụng nhất hiện nay đó. Về mục lục nội dung, mình sẽ đi gồm các phần như sau: một là khái niệm về ổ cứng, hai là các loại ổ cứng máy tính hiện nay, ba là cấu tạo ổ cứng HDD. Thì trong bài này mình đi sâu vào cái phần ổ cứng HDD, bởi vì đây là cái ổ cứng phổ biến và thông dụng nhất trên tất cả các loại máy tính hiện nay đó. 4 là nguyên lý hoạt động của HDD đó. Và là đi phần 1 đó là gì, là khái niệm ổ cứng. Thì ổ cứng là một bộ phận vô cùng quan trọng của máy tính, là một thiết bị ngoại vi, nó cũng được xem là một cái thiết bị ngoại vi. Các bạn nhớ lại cái bài 1 rồi, tổng quan về hệ thống máy tính đó, được máy tính sử dụng để lưu trữ dữ liệu cố định hoặc thường xuyên, có nghĩa là đĩa cứng lưu trữ dữ liệu ngay cả khi không bật máy tính, như hệ điều hành này, rồi các chương trình ứng dụng, rồi lập trình Office, Turbo, Pascal này, rồi các phần mềm này, dữ liệu vân vân đó. Nó được gọi là bộ nhớ phủ, nó cũng cũng được gọi là bộ nhớ phủ. Còn bộ nhớ chính là RAM ROM đó, hay bộ nhớ ngoài, nó thiết bị ngoại vi mà, thuộc loại bộ nhớ bất biến. Đấy, tức là không bị mất dữ liệu khi ngừng cung cấp nguồn điện cho chúng. Còn như bộ nhớ RAM thì khi mà mất điện thì đồng thời là cái dữ liệu nó cũng mất luôn. Ổ cứng liên quan trực tiếp đến tốc độ khởi động này, rồi tốc độ chép xuất dữ liệu và độ an toàn của dữ liệu cá nhân. Vì vậy, khi chọn mua máy, bạn cũng nên quan tâm đến loại ổ cứng, rồi thông số kỹ thuật của nó để sử dụng phù hợp với mục đích của mình. Hai là các loại ổ cứng. Hiện nay thì có 3 loại chính. Một là HDD, đấy, có loại thông dụng nhất. Hard disk driver đấy. Thì cái loại này ấy, nó sử dụng động cơ quay, và cái động cơ được lắp trên ở giữa cái đĩa từ ấy, và nó quay cái đĩa từ để đọc dữ liệu. Cái này thì ra đời trước và phổ biến nhất hiện nay, bởi giá thành là nó rẻ nhất so với ba loại ổ cứng. Và nó có hai cái kích thước cơ bản như sau: một là dùng cho máy bàn, desktop đấy, thì kích thước của nó là 3,5 inch, và hai là dùng cho laptop thì nhỏ hơn. Còn loại 1,8 các thứ ấy, thì dùng cho các thiết bị kỹ thuật số cá nhân, PDA thì mình không nói ở đây đó. Hai là ổ cứng SSD, là ổ cứng thể rắn sử dụng các con chip nhớ flash này. Nó không sử dụng động cơ nữa mà nó sử dụng các con chip nhớ flash này, cũng gần giống như USB của chúng ta đó. Ra đời sau công nghệ mới, và cái này thì nó bền và tốc độ truy xuất rất nhanh, nhưng ít phổ biến hơn do đắt hơn rất nhiều. Đấy, cái SSD mình sẽ có một cái bài riêng mình nói rõ về cái ổ cứng này đó. Lưu ý là cái ổ cứng này nó không có động cơ động kia gì cả, nó chỉ là các con chip nhớ flash thôi, cho nên là cái vấn đề mà lỗi này, thứ nhất là thứ hai ấy, các hỏng hóc vật lý nó cũng ít xảy ra hơn đó. Nó cũng trong cái ổ cứng này nó cũng có là CPU, nó cũng có là RAM rồi các thứ đấy đó, nó nhiều thứ thì mình sẽ nói cụ thể ở phần sau. Ba là ổ cứng live SSHD. Đấy, ổ cứng live nghĩa là nó live giữa HDD và SSD, nó kết hợp giữa hai ổ cứng này lại với nhau, bởi vì là ổ cứng HDD thì nó có một số cái nhược điểm là do nó chạy bằng động cơ, cho nên là nó cũng hay bị bát, hay bị hỏng cái phần cứng, tức là phần vật lý của nó. Còn SSD thì giá là cả lại quá đắt, cho nên là người ta đã sản xuất ra một cái loại ổ cứng live giữa hai loại này.
đáp ứng được cái giá rẻ phù hợp với nhu cầu chúng ta hơn mà vẫn đảm bảo được cái tốc độ cũng như là cái độ bền của nó. Lai giữa HDD và SSD bằng cách tích hợp thêm bộ nhớ flash NAND lên ổ cứng HDD với dung lượng khoảng 8GB. Cái dung lượng này thì tùy đó. Các dữ liệu sẽ được phần mềm xử lý tự động và chọn lựa cho lưu vào các ổ SSD hoặc HDD. Đấy, cái này là kết hợp SSD và HDD mà. SSD là cái bộ nhớ flash ấy, và HDD là cái ổ cứng HDD đó mà mình đã giới thiệu lúc nãy đó. Và dữ liệu cần truy xuất nhanh thường xuyên như hệ điều hành sẽ dùng bộ nhớ flash. Đấy. Còn dữ liệu không truy cập thường xuyên chẳng hạn như phim ảnh thì nó sẽ dùng đĩa cứng. Đó, cho nên là nó giảm tải được rất nhiều. Vì vậy, cho nên là tốc độ truy xuất của nó tương đối nhanh. Cái này thì giá cả phải chăng, đắt hơn HDD và rẻ hơn SSD. Đó. Đây, các loại ví dụ như ổ cứng HDD đây. Đấy, đây là SSD. Và đây là ổ cứng line SSHD. Đó. Đây, đây là một cái ổ cứng line này. Line giữa SSD và HDD. Đó. Ta đi phần 3 là cấu tạo ổ đĩa cứng HDD. Về 1 là cấu tạo vật lý và phần 2 là cấu tạo luận lý. Đó. Đây các bạn có nhìn, có thể nhìn sơ qua, nói về cấu tạo ấy thì nó rất là nhiều thành phần rồi, từ các IC các thứ rất phức tạp. Tuy nhiên mình nói sơ qua để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về cái đĩa cứng. Nó gồm có là trục quay này, rồi đầu đọc này, tay truyền đồng này, trục truyền đồng, bộ điều khiển truyền đồng này, rồi các thứ đấy. Vít định vị đĩa cứng này, đây đĩa này. Đây cái trục quay của động cơ này, đây là cái đầu đọc này. Rồi cáp nối đầu đọc này, đó ok. Đấy. Nó có các phần như sau, 1.1 là vỏ. Vỏ thì nó được làm bằng hộp kim nhôm. Nó có nhiệm vụ là bảo vệ và chứa các thành phần bên trong, thế thôi. 2 là đĩa từ. Đây chính là cái phần quan trọng nhất và là nơi chứa dữ liệu gồm một hoặc nhiều lớp đĩa mỏng đặt trên motor để quay. Nó được làm bằng nhôm, hợp chất gốm và thủy tinh và mặt đĩa được phủ một lớp tự tính và lớp bảo vệ. Này, chính cái lớp tự tính này nó sinh ra là khả năng đọc và ghi của ổ đĩa cứng là chỗ này. Đó. Motor thì dùng để quay rồi, rồi ok. 4 là đầu đọc thì dùng để đọc hoặc ghi. Thì mỗi mặt đĩa có một đầu đọc ghi riêng. Đó. 5 bó mạch truyền tín hiệu giữa máy tính và HDD điều khiển hoạt động của đĩa cứng. 6 là cá nhe, là bổ nhớ đệm dùng làm nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời. Đó. Về phần 2 là cấu tạo luận lý. Đấy, chúng ta hiểu sơ qua về các cái định nghĩa này. Trách là những vòng tròn đồng tâm trên mỗi mặt đĩa. Đó, mặt đĩa thì ta hiểu, ta vẽ thành các đường tròn. Thì những đường tròn đồng tâm hướng về một tâm cái trục quay đó thì trách là như thế. Sector, các đoạn nhỏ trên trách, các chấm nhỏ trên trách. Tức là trên các vòng tròn đồng tâm đó nó chia thành rất là nhiều sector. Đó. Và các sector là phần nhỏ cuối cùng được chia ra để chứa dữ liệu. Và một sector nó có dung lượng là 512 byte. Và đây chính là cái nơi sinh ra lỗi bug sector là đây. À, chúng ta hay nói là ổ cứng bị bát đó. Đó là do cái này đây. Cylinder là tập hợp những trách đồng tâm của tất cả các lá đĩa. Đó, chỉ thế thôi. Đây, cấu tạo ở đĩa cứng này. Tập hợp tất cả này là cylinder này. Còn sector là các chấm trên cái vòng tròn đồng tâm này. Đó, trục quay này. Trách là vòng tròn đồng tâm. Thế thôi. Đó, bên này cũng thế. Ta đi phần 4 là các thông số kỹ thuật. Một là dung lượng. Cái này ai cũng biết này. Đó là khả năng lưu trữ dữ liệu. Đơn vị thì nó tính bằng gigabyte, terabyte. Ví dụ 80GB. Rồi là ổ cứng 120GB. Ổ cứng 250. Rồi 500, 1TB, v.v. Đấy, thì đây là cũng một cái vấn đề mà chúng ta cần chú ý khi mua. Tức là cái dung lượng của nó bao nhiêu để phù hợp với nhu cầu làm việc của chúng ta. Hai là tốc độ quay của đĩa. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng. Nó ký hiệu là RPM, tức là số vòng quay trên phút. Và tốc độ quay càng cao thì ổ làm việc càng nhanh, do chúng thực hiện đọc ghi nhanh hơn và thời gian tìm kiếm thấp. Đó. Và tốc độ ngày xưa ấy,
là 5.400 vòng trên phút, và bây giờ phổ biến nhất là 7.200. Có loại thì có là tiên tiến hơn là 10.000 hoặc 15.000. Tuy nhiên thì hai loại 10.000 và 15.000 thì nó thường sử dụng trong các máy tính cá nhân cao cấp hoặc máy trạm hoặc máy chủ có sử dụng giao tiếp SCSI. Đấy, cho nên các bạn cũng phải lưu ý khi mua để làm sao nó phù hợp với công việc của mình cũng như là cái điều kiện kinh tế của chúng ta. Đó, còn cái giao tiếp SCSI như nào thì tí nữa mình nói. Bộ nhớ đệm đấy là nơi lưu tạm dữ liệu trong quá trình làm việc của đĩa cứng. Đấy, bộ nhớ ga tre càng lớn thì dữ liệu được chuyển càng nhanh hơn. Đấy, vì có thể lưu trữ được nhiều thông tin hơn tại một thời điểm. Đó, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý khi mua. Hiện nay thì thông dụng ấy là nó từ 80 đến 128 MB. Đó, khi các bạn mua thì cũng nhớ xem cái thông số này càng cao càng tốt. Đó. Hai là chuẩn giao tiếp. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng. Kết nối giữa ổ cứng với hệ thống phần cứng. Đó. Có nhiều chuẩn giao tiếp khác nhau do tốc độ đọc ghi dữ liệu khác nhau giữa các máy tính. Và cụ thể là các máy tính hay là các mainboard đó. Đó. Đây, cái chuẩn đầu tiên là chuẩn là PATA, ATA, IDE. Đó. Là cùng một cái loại chuẩn đấy. Đây, cái đầu cắm vào mainboard này. Đầu cắm vào main này, đầu cắm vào ổ cứng này, đầu cắm vào ổ đĩa này, đó, và trên cái main thì nó có hình như này. Đó, đây là cái đầu thế hệ mà cái chuẩn giao tiếp thế hệ cũ đầu tiên. Thì nó có 40 hoặc 80 sợi để kết nối CD, DVD, HDD với mạch điều khiển IDE trên main board. Đây, hiện nay thì main board nó cũng có một số dòng nó còn cái cổng IDE này. Tuy nhiên những cái dòng mới thì nó đã bỏ cái cổng IDE thay bằng SATA rồi. Đó. Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa là 133 giây mê trên giây và hiện nay rất ít dùng. Đó. Và cái chuẩn thứ hai là chuẩn SATA. Đó. Là cái chuẩn thông dụng nhất hiện nay. Đấy. Nó có 7 chân trên main board để cắm các loại ổ cứng hay là CD, DVD. SATA tiên hơn hơn ATA, truyền dữ liệu nhanh xa và hiệu quả hơn và an toàn hơn, và truyền dữ liệu tối đa từ 150 đến 600 MB. Đó, đây là cái dây SATA này. Đây là cái nơi cắm trên cái main board của cái cổng SATA. Đó, seri SATA đó, ATA đó chính là SATA. Đó, và cái này rất thông dụng. Hiện nay toàn bộ máy tính là bây giờ toàn dùng cái chuẩn này hết. Đây là chuẩn giao tiếp của ổ cứng. Và trong SATA thì hiện nay nó cũng có 3 loại cổng giao tiếp. Đấy, SATA 1 thì tốc độ của nó là 150 MB trên giây. SATA 2 là 300, SATA 3 là 600. Cho nên là các bạn cũng khi mua thì cũng chọn loại cổng giao tiếp phù hợp với máy tính của mình. Hay là phù hợp với main của mình nhé. Đó, cho nó phù hợp để tối ưu nhất cái hiệu suất của nó, của ổ cứng cũng như của main board. Đó. Đây, chúng ta có thể so sánh giữa ATA và SATA này. Chế độ truyền này. Đây, bên này thì có 66 đến 133. Còn bên này thì 150 đến 600. Đó, chân nguồn thì ATA là 4 và SATA 15. Cắt truyền dữ liệu 40 hoặc 80 chân, còn bên này chỉ có 7 chân thôi. Chiều dài cáp và 6 inch, bên này 40 inch. Thiết bị kết nối trên một cáp 2, nhưng mà bên SATA chỉ có một thôi. Tức là trên cái cáp ATA ấy, thì một cáp nó có thể kết nối được cả CD, DVD vào cứng, nhưng SATA thì cái nào thì xong cái đấy, cứ một đường thôi, điện áp thì 512 rồi nối đất 3,3 512 nối đất đấy, cái này thì chuyên sâu nhiều vấn đề khác, tuy nhiên mình chỉ nói sơ qua thôi. Và cái chuẩn giao tiếp cuối cùng đó là SCSI mà người ta hay gọi là SAT, SAS, SCSI là một tập hợp các chuẩn về kết nối vật lý và truyền dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi. Số chân của nó là 50 hoặc 80 hoặc 68. Nó có tốc độ truyền dữ liệu và tính ổn định rất cao. Đấy, quản lý những file dữ liệu khổng lồ. Và tính năng cắm nóng tức là nó có thể rút ra, cắm vào lúc máy tính đang hoạt động. Và cái này thường cho sử dụng cho các cái hệ thống máy chủ, server. Cho nên là chúng ta cũng không quan tâm nhiều lắm. Chúng ta đang nói đến máy tính cá nhân. Rồi.
Đây, cái cáp SCSI này. Đó, các đầu cáp để cắm vào các cổng khác nhau đó. Đó, ta chỉ hiểu sơ qua về cái phần này như thế thôi. Đây, về mình giới thiệu một số hình ảnh này. ATA này, cắm vào ổ cứng này, và đây là nguồn này. Này, SATA, nó nhỏ nhỏ này thôi. Đó, cái cắm vào có tí này thôi. Đó. Đây, trên này ấy, là cái cổng đỏ này, màu đỏ là cổng SATA. Còn cổng này là cổng ATA ID ấy, để cắm cái đường truyền tín hiệu lên ổ cứng hoặc DVD CD ấy. Đó. Đây, đây là một cái ổ cứng kết nối ngoài của cái main. Giống như ổ cứng di động ấy. Đó, cắm từ bên ngoài vào qua cái cây dây SATA. Đó. Đây, đây là dây SATA và đây là ATA IDE. Đó. Đây, đây cũng là hai loại IDE và SATA. Đó. Đây cũng thế. Ta đi phần 3 là các công nghệ tích hợp. Đó. Đầu tiên là công nghệ SMART hay gọi là Smart. Cái công nghệ này nó sẽ tự động theo dõi, giám sát, báo cáo tình trạng hoạt động vật lý của ổ cứng để thông qua BIOS báo cho người sử dụng biết trước những hư hỏng có thể xảy ra. Đó, cái công nghệ nó để nó tích hợp trong cái ổ cứng ấy của chúng ta ấy, để nó báo cáo cái hỏng hóc về phần cứng, về phần vật lý ấy. Đó, cho chúng ta biết. Đó. Smart không ảnh hưởng đến tốc độ dữ liệu của ổ cứng, có thể bật hoặc tắt DMS chức năng trong BIOS. Đó, đây cái lỗi mà Smart hoạt động bằng cách so sánh các thông số hoạt động hiện tại của đĩa với các thông số mặc định của nhà sản xuất. Đó. Khi BIOS nhận biết Smart Error, tức là lỗi Smart, thì nó sẽ hiển thị dòng thông báo này, Smart Status Bar, Backup and Replace, Press F1 to Resume. Đây, cái dòng thông báo nó hình ảnh như này. Đấy, nếu mà có lỗi Smart Error đó, đó thì các bạn có thể khắc phục, có thể ấn F1 nó thông báo để vào hệ điều hành, nhưng mà có thể cũng các bạn ấn rồi nhưng cũng không vào được. Đấy. Hai là chúng ta cần phải kiểm tra lại cái ổ cứng của chúng ta, và ba là cuối cùng là nếu mà không được chúng ta có thể tắt tính năng Smart đi. Đấy, tuy nhiên không nên, muốn tắt thì các bạn chỉ việc vào BIOS thôi, chọn đến Advanced này và chọn đến cái Smart Setting này và cài đặt DMS hoặc NMS nó lên thôi. Rồi. Tất nhiên là khi ta xử lý cái này, nếu mà lỗi ổ cứng nó nặng quá, nó bị bát nặng quá thì chúng ta cũng không thể vào hệ được hệ điều hành. Đấy, thì chúng ta phải tìm cách xử lý khác. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn kỹ một cái bài chuyên xử lý lỗi của ổ cứng. Rồi. Và công nghệ tiếp theo đó là công nghệ NCQ, tức là dùng kỹ thuật sắp xếp câu lệnh tìm kiếm hợp lý giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. NCQ phải được hỗ trợ bởi chipset. Đây, chipset. Đây, và trong BIOS của chúng ta có thể chuyển từ cái công nghệ này từ IDE hoặc AHCI, và chuyển như nào và lúc nào thì chuyển, thì hôm sau mình sẽ làm bài rõ. Rồi là tiếp theo, cuối cùng là công nghệ ổ cứng lai. Đấy, cái ổ cứng lai lúc nãy ấy, thì trong đó nó chứa cái công nghệ này, đó, tức là tích hợp trên SSHD, tự động tính toán lưu trữ và truy xuất phù hợp với ổ cứng lai đã nói trên, với mục đích giúp tăng tốc đổi giao tiếp với máy tính và giúp hệ điều hành khởi động được nhanh hơn. Đó, thế thôi. Về phần 4 là nguyên lý hoạt động. Thì nguyên lý của hoạt động của ổ cứng thì nó là đọc và ghi dữ liệu trên mặt đĩa, thấy không? Và sự hoạt động của nó cần thực hiện đồng thời hai chuyển động, một là chuyển động quay của các đĩa, đó, các đĩa sẽ quay dần đều, đó, và chuyển động của các đầu đọc đĩa. Đấy. Khi đĩa quay đều, cần di chuyển đầu đọc sẽ đi đến các vị trí trên các bề mặt phủ vật liệu từ tính của đĩa. Chuyển động này kết hợp với chuyển động quay của đĩa có thể làm đầu đọc ghi tới bất kỳ vị trí nào trên bề mặt đĩa. Tại các vị trí cần đọc ghi, đầu đọc có các bộ cảm biến với điện trường để đọc và ghi dữ liệu. Đó.
dữ liệu được ghi và đọc đồng thời. Đó, đó là cái nguyên lý hoạt động của ổ đĩa cứng. Đấy, nguyên lý mà nói theo chuyên ngành thì nó dài dòng lòng ngoằng lắm. Tuy nhiên thì chúng ta thì nói sơ qua để hiểu cái căn bản của nó, và chúng ta cũng chỉ cần hiểu đến thế thôi, không cần phải hiểu sâu, bởi vì chúng ta không sản xuất mà. Đó. Vậy là chúng ta đã đi xong phần 1 bài 2 về ổ cứng HDD, SSD. Đấy, về khái niệm này, công dụng định nghĩa này, cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động. Đó, thì mình đi một cách tổng quát như thế. Mong rằng các bạn sẽ có một chút kiến thức nào đấy về cái phần cứng máy tính, và cụ thể ở đây là ổ cứng. Còn những cái lỗi thường gặp hoặc cách xử lý như nào thì bài sau mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn, đi sâu vào cái lỗi của ổ cứng cũng như là cách khắc phục nó như thế nào. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.